Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu nạn cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Mười hai lời nguyện kính dâng lên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Lời nguyện thứ nhất, con xin nguyện mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài. Lời nguyện thứ hai, con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thấu rõ gốc rễ khổ đau của kẻ khác mà tìm cách chuyển hóa, nâng đỡ và hộ trì. Lời nguyện thứ ba, con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc để con có thể vui sống với mọi người trong gia đình và chung quanh con. Lời nguyện thứ tư, con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng quyến thuộc, con và mọi người, mọi loài được sống trong an toàn, hòa thuận và thảnh thơi. Lời nguyện thứ năm, con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người khác nói năng, tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến cá tánh của con nguyện không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiếm nhã. Lời nguyện thứ sáu, con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh. Con biết rằng mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác màu nhiệm. Lời nguyện thứ bảy, con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về cảnh giới an vui trong sáng của Đức Phật A Di Đà. Lời nguyện thứ tám, con xin nguyện cho kẻ nghèo đói được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng tốt đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân tự buông khí giới. Lời nguyện thứ chín, con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tánh thương yêu bình đẳng của nhau, đừng ai xem nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù ganh tị ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau. Lời nguyện thứ 10, con xin nguyện cho hành tinh xanh này muôn đời là trái đất xinh tốt, phương nào cũng sản sinh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo ngũ cốc, hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ. Lời nguyện thứ 11, con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định luật vững chãi, trí tuệ sáng suốt. Lời nguyện thứ 12, con xin nguyện
cho mọi người và mọi loài. Sớm có đầy diệu lực, ngàn tay ngàn mắt, và tự tại vào ra ba cõi để cứu độ chúng sanh trong mười phương thế giới. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chitti Tohara Mappanaya Shoha